Rồi cái này màn hình, này màn hình CRT. Này của Samsung nè. Hiệu số 793 nè. Đó, đang thử cho nó lên màn hình nè. Này em chỉ bán tại cửa hàng thôi nha chứ không có chuyển đi nha. Tại kích thước lớn với lại để phở á nên không có chuyển đi, chỉ bán tại cửa hàng thôi. Em chỉ thử lên tới đây thôi nha, tại thùng máy tính không có ổ cứng á nên không có thử lên win được. Chỉ thử lên tới đây thôi.